Bạn đã từng nghĩ đến một nơi mà anh bình minh sẽ là tiếng gọi báo thức mỗi sớm, nơi có bãi biển xanh và cát trắng. Nơi bạn có thể hòa mình cùng thiên nhiên nhưng vẫn tận hưởng những tiện nghi sang trọng nhất. Có một nơi như thế và hơn cả như thế, đó chính là Mường Thanh Luxury Nha Trang. Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên con đường vàng Trần Phú, phía trước mặt là vịnh Nha Trang. Mường Thanh Luxury là nhóm khách sạn cao cấp được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao. Phòng khách sạn được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ giúp quý khách cảm thấy thư giãn sau một ngày dài. Với quý ông, chọn cho mình nơi nghỉ dưỡng sang trọng chính là cách họ thể hiện đẳng cấp của bản thân mình. Vì không gian thời thượng sẽ khiến bạn toát lên khí chất của doanh nhân thành đạt. Mường Thanh Luxury Nha Trang sẽ là nơi không thể khiến bạn thất vọng, dù là thái độ làm việc, chất lượng hay không gian tuyệt hảo. Khách sạn nổi bật với chiều cao 46 tầng, cung cấp 458 phòng lưu trú hướng biển và hướng thành phố để phục vụ quý khách. Tòa nhà có thiết kế đặc biệt, chú trọng không gian mở với hệ thống vách kính trong mỗi phòng nghỉ. Đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ nhằm mang đến sự thoải mái nhất cho quý khách. Sở hữu những thế mạnh riêng về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng hiện đại cùng với những kinh nghiệm trong việc tổ chức sự kiện, khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang là điểm đến lý tưởng cho loại hình du lịch MICE, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nhất về dịch vụ, an ninh, sự chuyên nghiệp và tiện nghi. Trung tâm hội nghị hội thảo đặt ở tầng 3 và tầng 4, có sức chứa từ 30 đến 1.000 người với các phòng chức năng đa dạng và được trang bị hệ thống hiện đại. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm sẽ mang lại thành công cho các hội nghị hội thảo cấp cao, sự kiện quan trọng của quý khách. Khi đến với khách sạn, quý khách sẽ được thưởng thức hương vị tuyệt vời của nhiều món đặc sản Nha Trang và các món Âu Á tại các nhà hàng trong khách sạn. Nhà hàng Hòn Gốm có cách thiết kế nửa ngoài trời, nửa trong nhà. Nơi đây không chỉ đơn thuần mang đến cho thực khách các món BBQ hay nơi để trò chuyện, mà còn là điểm tham quan và ngắm nhìn vịnh Nha Trang và thành phố từ trên cao. Trầm Hương Spa nằm ở tầng 5, mang đến liệu pháp làm đẹp và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình sẽ mang lại cho quý khách những khoảnh khắc giải tỏa căng thẳng, thư giãn tuyệt đối. Quy mô 16 phòng, 4 phòng VIP và 1 trung tâm làm đẹp. Sau khi tăng cường sức khỏe tại phòng gym, bạn có thể thả lỏng mình dưới làn nước xanh mát của bể bơi nằm ở tầng 5. Đây là trải nghiệm vô cùng thú vị khi đặt chân đến thành phố Nha Trang. Mường Thanh Luxury Nha Trang hy vọng những căn phòng không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ ngơi sau ngày dài, mà còn là nơi vun đắp tình yêu đôi lứa. Với sự quản lý của tập đoàn Mường Thanh, với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, chúng tôi tin mình sẽ làm hài lòng kể cả những khách hàng kỹ tính nhất.